Thì hôm nay cũng là ngày đẹp. Nói chung hôm nay thì anh Duy cũng có chút việc, thì có nhờ em Thịnh, thì em sẽ bàn giao chiếc C300 này cho gia đình của mình. Đó, thì cũng biết là gia đình mình đặt xe cũng lâu lắm rồi, cho nên là hôm nay cũng có cơ hội được bàn giao chiếc C300 mới này tới cho gia đình mình. Đó, thì cũng cảm ơn gia đình đã tin tưởng và ủng hộ anh Duy cũng như Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Cảm ơn anh chị đã tin tưởng ủng hộ Mercedes tụi em. Dạ. Thì nói chung cũng chúc gia đình mình có những cái trải nghiệm tuyệt vời với chiếc xe này, cũng đem lại may mắn cho mình trong công việc và cuộc sống luôn. Dạ. Hôm nay thì em cũng chân thành gửi lời chân thành cảm ơn đến anh Duy cũng như anh Thịnh cũng như là ekip của Mercedes Phú Mỹ Hưng. Cảm ơn các anh chị đã cho em một buổi lễ bàn giao xe thành công như vậy. Em cảm ơn rất em, nhiều. Và đặc biệt là em cảm ơn anh quay phim đã cho em những cái khoảnh khắc đáng nhớ. Lời cuối cùng thì em muốn dành lời cảm ơn đặc biệt đến một người rất là quan trọng nhất, đó là trong buổi lễ ngày hôm nay, là cảm ơn ba em. Cảm ơn ba mẹ đã dành tặng cho em một món quà quý giá này.